Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quỳ Vlog. Kính thưa quý vị, chiều ngày hôm nay Thanh Quỳ xin phép được cập nhật gửi đến quý vị một số những cái thông tin mới nhất liên quan đến câu chuyện của show Nguyễn Phương Hằng, cũng như là một số những cái nội dung đối với hai nhân vật Hàn Ni cũng như là Trần Văn Sĩ, khi mà mới đây trên một số các cơ quan báo chí vừa mới đăng tải một cái nội dung cũng khá là bất ngờ đối với cái câu chuyện mà anh Trần Văn Sĩ kháng cáo. Trước đó đó thì Thanh Quỳ cũng đã cập nhật gửi đến quý vị tại tòa án cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chính thức bác bỏ kháng cáo đối với nội dung của Trần Văn Sĩ. Nhưng mà mới đây thì chúng ta được hiểu rõ hơn cụ thể thì lý do nội dung mà anh Trần Văn Sĩ đưa ra để mà kháng cáo là những nội dung gì. Đó mới chính là cái điều khá là bất ngờ. Thưa cô chú anh chị, đối với cái thông tin liên quan đến câu chuyện của CEO Nguyễn Phương Hằng vừa qua thì ngay dịp lễ Quốc Khánh 2 tháng 9, có lẽ rằng là một trong những cái ngày mà cũng chứa đầy những cái sự tiếc nuối dành cho những ai yêu mến cho CEO Nguyễn Phương Hằng, bởi vì người ta đang rất là ngóng chờ ngày 7 quay trở lại. Nhưng mà mặc dù từ phía trại giam An Phước cũng đã có đơn để mà xem xét giảm án dành cho CEO Nguyễn Phương Hằng, nhưng mà cuối cùng thì CEO Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa được trở về. Thưa quý vị, và tất cả những cái hy vọng cho đến thời điểm này đó đang ngóng chờ vào cuối tháng này, chờ đợi những cái thông tin mới nhất. Mặc dù là 2 tháng 9 thì cô chưa được trở về, nhưng mà dựa vào những cái thông tin từ phía trại giam An Phước thì cho chúng ta thấy rằng là ngay thời điểm này cô đã hoàn toàn gọi là đủ mọi điều kiện thì người ta mới có đề đơn xem xét. Và trong khoảng thời gian mà cô gọi là cải tạo đó thì cũng làm được rất nhiều những cái việc tốt ở trong trại giam, và đặc biệt đó chính là tình hình sức khỏe tinh thần cực kỳ tốt. Ngay thời điểm này thì mình nhận được cái thông tin này cũng khá là tuyệt vời rồi. Thưa quý vị, còn cô có được trở về hay không cũng là cái câu chuyện sớm muộn mà thôi. Tháng 9 không về thì cũng sẽ chẳng còn bao lâu nữa cô sẽ được trở về thôi cả nhà. Thậm chí là không chỉ riêng cô mà còn cả ba người trợ lý và kèm theo đó là tiến sĩ lực Đặng Anh Quân, thì theo thông tin mới nhất được cập nhật thì tình hình tinh thần sức khỏe nói chung là vô cùng tuyệt vời. Và gọi là cũng đang trong cái quá trình cải tạo tốt và đang chờ ngày được xem xét để quay trở về. Đối với ba người trợ lý thì có lẽ rằng là sẽ là dịp cuối năm, dịp Tết đó của chú anh chị. Tiến sĩ Quân thì cũng là như vậy. Còn cô á thì nói chung cái sự mong ước của quý vị khán giả thì càng sớm mà càng tốt. Chứ còn mà trên thực tế thì chúng ta thấy rằng là cô ở trong đó hay là ở ngoài ngay thời điểm này đó thì cũng chẳng là gì cả. Thưa cô chú anh chị, vẫn được gọi là mọi người yêu mến yêu thương, một sự trải nghiệm có thể nói là sát sao hơn với đối với những cái việc làm từ thiện của cô. Những ngày qua thì đất nước của chúng ta, các đồng bào miền Bắc đó cô chú anh chị, hứng chịu những cái thiên tai lũ lụt. Mình thấy rằng là rất là nhiều cô chú anh chị cũng đã gọi tên bà Nguyễn Phương Hằng. Thì cho rằng là nếu như bà ấy được trở về sớm hơn một tí là 2 tháng 9 thì có lẽ rằng cũng thêm một cánh tay để có thể giúp đồng bào của chúng ta vượt qua, khắc phục những cái vấn đề thiên tai và lũ lụt. Nhưng mà mặc dù không có cô thì chúng ta cũng được biết rằng là về phía chú Huỳnh Y Dũng, công ty cổ phần Đại Nam đó cũng đã có một số tiền 5 tỷ đồng gửi đến gọi là các cơ quan chức năng để ủng hộ đồng bào lũ lụt, đặc biệt là tỉnh Bình Dương. Thưa quý vị, nhưng mà đối với 5 tỷ này thì có rất nhiều những cái thành phần lên cà khịa, là đặc biệt như là Đinh Lan đó chú anh chị. Nhưng mà đối với cái câu chuyện của chị Đinh Lan đó thì mình không muốn nhắc nữa rồi. Chị này thì phải để cho phía cơ quan chức năng xử lý. Còn những tất cả những cái nội dung mà Đinh Lan đưa ra kháng cáo giám đốc thẩm gì đó thì chúng ta nghe chỉ cho vui thôi, chứ còn trên thực tế thì đã sắp đến ngày CEO Nguyễn Phương Hằng đã trở lại rồi. Và tất nhiên khi mà CEO Nguyễn Phương Hằng trở lại thì đó là những cái chuỗi ngày mà gọi là đau khổ và mất ăn mất ngủ của Đinh Lan sẽ tiếp tục. Bữa giờ Đinh Lan cũng ghéo tên mình dữ lắm đó cô chú chị, nhưng mình thôi mình cứ mặc kệ đi. Chị ấy đã kiện tụng mình rồi thì chờ cơ quan chức năng xử lý. Bản thân thì Thanh Quyền cũng không muốn đôi co nhiều với mẹ Đinh Lan này nữa cô chú chị. Rồi trở lại với những cái nội dung liên quan đến Trần Văn Sĩ. Còn về cô Hằng thì chúng ta có thể biết được rằng là
đối với cô tình hình bây giờ mọi thứ đang rất là tốt, cô thậm chí ở trong đó thì có thể là làm rất là nhiều thứ cho các gọi là anh chị em ở trong trại giam nha cô chú anh chị. Sức khỏe thì vẫn rất ổn, thì mình tin rằng đối với những cái thông tin này thì cũng là những cái điều mà quý vị khán giả đang mong chờ và muốn biết. Chắc trợ lý thì có lẽ là sẽ là cuối năm, còn riêng đối với anh Trần Văn Sĩ đó, ngày hôm nay đó thì khi mà thông tin chính thức đã bác bỏ kháng cáo thì có lẽ rằng anh này phải chung đủ rồi cả nhà. Chúng ta được biết là anh Trần Văn Sĩ bị bắt tạm giam từ ngày 24 tháng 2 năm 2023 và bị kết án 2 năm, thì có thể hiểu rằng cho đến tháng 2 năm 2025 thì anh Sĩ mới kết thúc thi hành án. Khi mà mới đây thì anh Sĩ lại tiếp tục kháng cáo và vẫn chưa đi chấp hành án đó, thì chúng ta hiểu được rằng là chưa có cái cơ hội giảm án dành cho anh này rồi. Sau bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Trần Văn Sĩ đã kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự hoặc giảm nhẹ hình phạt do bị cáo mắc bệnh. Có nghĩa rằng là không chỉ là xin giảm nhẹ hình phạt mà ông này còn xin giảm miễn trách nhiệm hình sự luôn, có nghĩa là miễn luôn, không phải ở tù đó. Nhưng theo tòa phúc thẩm, việc bị cáo mắc bệnh như trình bày, thứ nhất đó là hở van tim và hở động mạch chủ, không làm mất đi tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội do bị cáo đã thực hiện, nên không phải là căn cứ để miễn trách nhiệm hình sự hoặc xem xét là tình tiết giảm nhẹ đặc biệt để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Trời ơi, tưởng gì tưởng gì cô chú anh chị, ai về đâu anh Sĩ chơi cái chiêu là mắc bệnh, bệnh gì là hở van tim và hở động mạch chủ. Trời ơi, bây giờ anh phải đưa vô những cái căn bệnh như kiểu như là bà Lê Thu Vân vậy đó, hay là ông Lê Tùng Vân á, thì có khi ung thư thời kỳ cuối rồi đó. Hay là hoặc là cái câu chuyện như là bệnh tâm thần thì có khi được giảm nhẹ. Chứ anh đưa ra những cái căn bệnh hở van tim, hở động mạch chủ này thì đâu có liên quan gì đến cái vấn đề mà anh để anh xin gọi là miễn trách nhiệm hình sự. Tôi nghe tôi mắc cười quá. Cô chú anh chị, trời ơi, khi mà anh chưa bị bắt đó thì ảnh làm mưa làm gió, ảnh lên ảnh rằng rộ rộ làm đủ thứ. Bị bắt rồi đó thì bắt đầu ảnh lên ảnh than, ảnh thở, ảnh khóc, nhìn ra tòa nhìn thấy cũng mặt xanh xao tội nghiệp. Anh có nói rằng khoảng thời gian bị tạm giam là khoảng thời gian ám ảnh cả cuộc đời của tôi. Quý vị có thể hiểu được rằng là nó kinh khủng đến mức độ nào rồi. Nhưng mà mình thấy có nhiều người đó vẫn còn có cái ý định gọi là muốn đưa người này đưa vào kia vào tù, hãm hại người khác để đẩy người ta vào tù, trong rất nhiều những drama, đặc biệt trong đó là con Thám Tử Cao nha cô chú anh chị. Bản thân Thám Tử Cao cũng là một cái người gọi là từng vào tù ra tội rồi, vào tù ra khám rồi đó, nó cũng ở trong tù, nó hưởng được cái cảm giác 20 mấy ngày, nó kinh khủng đến mức độ nào rồi. Nhưng mà nó vẫn có cái ý định là muốn gọi là hãm hại người khác để đưa người ta vào tù. Nói chung là những cái hành vi gọi là mất nhân tính đó. Hơn nữa là bị cáo có tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên, và cấp sơ thẩm đã áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo để xử phạt 2 năm tù. Bằng mức khởi điểm của khung hình phạt được áp dụng là một cách phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của xã hội do hành vi phạm tội của bị cáo thực hiện, bản án phúc thẩm đã đánh giá. Cùng vụ án, bà Đặng Thị Hàn Ni, 47 tuổi, luật sư, nhà báo, bị Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên 18 tháng tù. Nhưng sau đó bà Hàn Ni không kháng cáo, đến nay bà Hàn Ni đã chấp hành xong hình phạt tù. Thì trên báo Thanh Niên cũng đã có thông tin đầy đủ về cái việc lý do mà Trần Văn Sĩ và Hàn Ni, người thì kháng cáo, người thì không. Và chính xác thì Hàn Ni đã chấp hành xong hình phạt tù như trước đó mình đã thông tin. Cụ thể vào ngày 24 tháng 8 năm 2024 vừa qua, Hàn Ni đã được chính thức ra tù. Và đặc biệt hơn nữa thì sau khi ra tù đó thì cô Hàn Ni này đã ngay lập tức dời nhà, bởi vì trước đó là nhà thuê cả nhà. Nguồn thông tin mình nhận được từ những người hàng xóm của chị Ni, người ta đã xác nhận sau khi ra tù thì Hàn Ni cũng đã thuê rất là nhiều xe, bởi vì trước đó là một cái văn phòng luật sư. Thì Hàn Ni đã thuê mặt bằng ở đó, thì ngay lập tức cô đã thuê xe, chuyển tất cả những cái vật dụng nhà cửa đi ra ngoài, và đã đổi chỗ ở rồi, không còn chỗ cũ, có nghĩa là thay đổi căn cứ. Nói chung thì hàng xóm xung quanh thì cũng không ai ưa, cho nên cái việc mà cô phải đổi căn cứ, đổi chỗ ở chỗ khác để tiện cái vấn đề hoạt động hoặc là làm việc sau này thì cũng đúng thôi. Ăn ở làm sao thì mình không có gành,
Nhưng mà đó là cái thông tin xác nhận từ những người hàng xóm xung quanh khu vực của Hằng Ni. Chính thức là cô đã được ra tù. Nhưng mà bữa trước thì nghe đồng đội của cô khoe khoang lắm: trời ơi, Hằng Ni sắp sửa được ra tù rồi, Hằng Ni sẽ trở lại và lợi hại hương xưa. Thì ra tù này cũng cả tháng rồi mình chưa thấy đâu. Có lẽ rằng bản thân Hằng Ni cũng đã thấm nhuần sau khoảng gọi là hơn một năm trời phải bị ở trong trại tạm giam và phải đi thi hành án, cho nên cái việc gọi là không xuất hiện trở lại trên không gian mạng thì cũng đúng thôi cả nhà, cũng đúng mà thôi. Chứ bây giờ xuất hiện, câu chuyện cũng đã kết thúc rồi, xuất hiện để làm gì? Cái này thì mình cũng không cần quan tâm đối với những cái đối tượng này nữa. Chỉ muốn chia sẻ gửi đến quý vị là một số những cái thông tin khá là thú vị về cái câu chuyện của anh Trần Văn Sĩ mà thôi. Vì anh đưa ra cái lý do kháng cáo là tôi bị bệnh, mắc bệnh nặng lắm, bệnh gọi là nan y rồi. Giống như mấy thằng khứa ở tỉnh Thất Bồng Lai quá, cũng đem bệnh ra để mà lấp liếm cho cái hành vi vi phạm của mình. Cái thời chưa bị đó thì anh lên hùng hổ lắm, nào là ông Dũng, nào là bà Hằng, gán người ta vô đủ thứ tội, rồi nào là anh là gọi là công bằng và văn minh gì đó. Trời ơi, ảnh gọi là suốt ngày anh lên nói gì một pháp lực công bằng văn minh gì đó, mang danh là luật sư, và thậm chí là liên kết gì đó một số những cái đối tượng nước ngoài nữa. Cái câu chuyện đó mình chưa nói tới. Nhưng mà bản thân thì Hằng Ni, cô này cũng chẳng dám xuất hiện quay trở lại khi mà cái câu chuyện của Thái Văn Đường vẫn chưa kết thúc đâu cả nhà. Thái Văn Đường thì chúng ta chưa nghe thông tin, và chúng ta đã từng nghe rất là nhiều lần rồi. Bản thân Hằng Ni và kể cả ông Trần Văn Sĩ này, Thái Văn Đường đó đã từng xác nhận là liên hệ với Hằng Ni, tâm sự với Hằng Ni mỗi đêm, và bất cứ chuyện gì họ cũng nói chuyện với nhau cả trước khi Hằng Ni bị bắt. Thì chúng ta thấy rằng cái đối tượng Thái Văn Đường là cái đối tượng nguy hiểm, phản động như thế nào. Và các nhóm như hội nhóm của chị Ni này, và trong đó đó có những cái cá nhân mang danh là luật sư, họ cùng tụ họp với nhau với những cái đối tượng phản động này để làm gì, thì mình tin rằng phía cơ quan chức năng sẽ làm rõ Ni đó có trở lại được hay không, khi mà Thái Văn Đường vẫn chưa có gọi là cái kết luận cuối cùng về những cái tội danh trong quá trình điều tra. Thì còn nói gì cái câu chuyện mà trở lại và lại hệ hương xưa của các anh chị fan của chị Hằng Ni nữa, đúng không cô chú anh chị? Còn Trần Văn Sĩ ngày hôm nay mặc dù đưa ra quá nhiều những cái lý do về những cái căn bệnh tật, tôi nói với mấy anh chị đó, như anh Sĩ nè, trước thì hùng hổ lắm, nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, show Nguyễn Phương Hằng vẫn mãi là đẳng cấp, có chơi có chịu, thậm chí kháng cáo vậy không kháng cáo đâu mà, đúng không cả nhà? Nhưng mà vẫn được giảm án. Một kẻ đàn ông suốt ngày lên chửi bới người ta, nhưng mà cuối cùng vẫn thua một gọi là người phụ nữ như là CEO Nguyễn Phương Hằng, dám chơi dám chịu, đúng không cô chú anh chị? Ai như Trần Văn Sĩ Hằng, trời ơi, lên chửi người ta bấy nhày hết trơn á, vu khống vợ chồng của người ta, doanh nghiệp của người ta, cuối cùng gọi là anh nói anh bệnh, anh đưa ra những lý do hở van tim, hở động mạch chủ, không liên quan gì hết. Giờ anh nói anh bị ung thư miệng đó, có khi là người ta sẽ giảm án cho anh nha. Anh Trần Văn Sĩ. Rồi thì chiều ngày hôm nay mình cũng chỉ muốn gửi đến quý vị một số những cái thông tin thú vị của hai cá nhân này, cũng như là những cái thông tin tích cực từ phía show Nguyễn Phương Hằng. Chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi hơn khoảng một tuần nữa từ tin tức từ phía cơ quan chức năng về sự việc của show Nguyễn Phương Hằng. Nếu như mà cô được trở về sớm thì cũng là một cái điều vô cùng tuyệt vời, và mình nghĩ rằng ai ai cũng đang mong chờ điều đó. Còn nếu như không thì cũng chẳng còn bao lâu nữa chúng ta cũng sẽ được chào đón show Nguyễn Phương Hằng quay trở lại, và tất nhiên mình nghĩ rằng là sẽ rất là nhiều của chú anh chị cũng sẽ đổ về Đại Nam để mà mong muốn được gặp một người như là bà Nguyễn Phương Hằng, thưa quý vị. Rồi, xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Em cũng sẽ liên tục để mà cập nhật những cái tình hình mới nhất gửi đến quý vị chúng ta theo dõi. Nhiều của chú anh chị vào những video của em gần đây comment nói dạo này em không nghe em nói về cô, có phải là em quên cô hay là bỏ cô rồi, bỏ câu chuyện này rồi. Trên thực tế thì em không có quên hoặc là bỏ đâu cả nhà, chẳng qua đó là chẳng có những cái thông tin hay là tin tức gì mới thì không có cập nhật được gửi cho quý vị. Nhưng mà ngay lập tức khi mà có thông tin thì em cũng sẽ quay trở lại để mà gửi đến quý vị mà thôi. Còn khi mà chưa có thông tin thì nhiều khi mình đưa vội quá thì cũng khiến cho cô chú anh chị mừng hụt đó. Cũng khá là nhiều lần rồi thì mình cảm thấy nó chưa có chính xác, cho nên chờ khi cái thông tin gì nó chính xác, nó đúng đó, thì em cũng sẽ quay trở lại để mà gửi đến quý vị những cái thông tin mới nhất.
Xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.